Galaxy S22 Series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Lần đầu tiên đến với đảo Lý Sơn, Lâm thấy bà con ở đây sống rất chan hòa, phong cảnh rất đẹp, hữu tình. Chưa chấp. 3, 2, 1, go! Ok, chưa cái gì nó chấp rồi. Mắt phí nè, ti hiếm mắt lương nè. 3, 2, 1, action. Hey, anh ơi. Chúng ta đã đến. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúng ta đã đến. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Nếu phải đi ra đảo mà chiếc thuyền ban tổ chức cung cấp chỉ chở được 5 người thì bạn sẽ bỏ lại ai? Tôi bỏ lại Ngô Kiến Huy. Bởi vì Ngô Kiến Huy rất vô dụng, không làm được gì hết. Câu hỏi tiếp theo mời anh Tháo Kiếm. Thử thách vừa nói cảm nhận về đảo Lý Sơn vừa giữ không chớp mắt lâu nhất có thể. Lần đầu tiên đến với đảo Lý Sơn, Lâm cảm thấy nơi đây bà con sống rất gian hoạt. Lần đầu tiên đến với đảo Lý Sơn, Lâm thấy bà con ở đây sống rất gian hoạt, phong cảnh rất đẹp, hữu tình. Chưa chớp. Ở đây có cái núi đá rất đẹp cũng như là bờ biển sóng giặt dào. Cay quá. Sau một đêm ngủ cùng dàn cast, bạn tỉnh dậy và không thấy 5 người kia đâu. Hỏi ekip thì không ai trả lời, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Anh sẽ rất là vui bởi vì chương trình 2 ngày 1 đêm chỉ còn một mình tôi thôi. Lúc đó khán giả sẽ thấy tôi nhiều hơn. Quay phim sẽ bắt hình tôi liên tục. Tôi không phải chia hình đối với những người anh em của tôi nữa. Một mình tôi. Ơi, anh bị thế rồi kìa. What? Ai thế anh vậy? Run. Chết em rồi, em bị thế rồi mà. Nếu phải đi ra đảo mà chiếc thuyền ban tổ chức cung cấp chỉ chở được 5 người thì bạn sẽ bỏ lại ai? Em sẽ bỏ lại chính mình. Thì em sẽ không đi. Em ở nhà em nghỉ, em sáng nay sốt. Xong rồi xíu em sẽ đi ra sao đi một mình. Hôm qua trên đường ra đảo Lý Sơn bạn có bị say sóng không? Hôm qua là đáng lý là em bị say sóng, nhưng mà là vừa có cái dấu hiệu xíu là mà là em đi 11 chuyến rất là mượt, không bị gì hết trơn. Còn 5 anh kia có ai bị say sóng không? 5 anh kia, em nhớ là có anh Kiều Minh Tuấn với là anh Ngô Kiến Huy. Là sợ say sóng nên là ra đằng sau của thuyền á, nên là cho bớt say. Tính ra là cũng không ai say hết trơn, hơi mệt thôi. Dạ. Sau một đêm ngủ cùng dàn cast, bạn tỉnh dậy và không thấy 5 người kia đâu. Hỏi ekip thì không ai trả lời, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Trời ơi. Cái tình huống gì mà nghe kinh gì vậy? Nếu mà tình huống mà không thấy 5 người kia đâu, em sẽ đi tìm trợ lý của mấy anh. Chắc chắn là ai cũng sẽ biết. Và chắc chắn là mấy anh cũng sẽ không có đưa trợ lý đi theo. Nếu là không thấy trợ lý không luôn thì sao? Không thấy trợ lý. Thấy ekip mà không ai trả lời hết. Chị thấy ekip mà ekip không nói chuyện luôn. Ekip quay em thôi. Ekip chỉ quay em thôi hả? Uống gì kỳ vậy? Thôi bây giờ em nằm xuống em ngủ luôn cho ekip khỏi quay. Thử thách vừa nói cảm nhận về đảo Lý Sơn vừa giữ không chớp mắt lâu nhất có thể. Trong cái trời nắng như vậy mà chị kêu em không chớp mắt. Nãy giờ em chớp chắc cũng được 100 lần rồi đó. 3, 2, 1, go! Ok, chưa cái gì nó chớp rồi. Bây giờ bắt đầu lại. Thì đảo Lý Sơn là một cái đảo là lần đầu tiên em tới. Khó vậy ta, cái trò này khó vậy. Từ cho em lại, không làm được. Thì hôm nay là lần đầu tiên em tới đảo Lý Sơn thì cái cảnh rất là đẹp. Nãy giờ là... không làm được. Thua. Ok. Thì hôm nay là lần đầu tiên được đến với đảo Lý Sơn. Rất cảm ơn chương trình 2 ngày 1 đêm đã tạo ra một cơ hội để em có thể ở đây. Và thua, em không làm được. Tôi thất bại.
Nếu phải đi ra đảo mà chiếc thuyền ban tổ chức cung cấp chỉ chở được 5 người thì bạn sẽ bỏ lại ai? Chở được 5 người thôi. Tôi sẽ thả Ngôn Quy xuống biển. Đau quá bị đâm. Tôi sẽ để Hiếu lại. Vì tôi thương Hiếu nhất nên để Hiếu lại cho Hiếu sống thoải mái với gia đình. Còn anh em chúng tôi sẽ là người cực khổ ngoài đảo tại vì Hiếu còn trẻ mà. Cho nên không, phải... bỏ giữa biển nghĩa là thả thả giữa biển, biển hả? Dạ đúng rồi. Giữa biển. Hay là để ở nhà với gia đình. Thả xuống biển nghĩa là thả xuống biển. Lại với gia đình đó là để Hiếu lại với gia đình. Cho Hiếu đây. Hiếu còn trẻ lắm. Cái thứ nhất là Hiếu phải ở lại còn trẻ để chăm lo ba mẹ. Thứ hai là có Hiếu đi cũng không làm được gì. Dạ đúng rồi. Chris Phan thấy như thế nào? Thì nghĩa là chắc là bỏ người anh thương mến. Anh Huy. Sao vậy? Tại anh đã chụp lắm luôn á. Anh ơi, anh thấy là kiểu giống như là giờ mình ra biển đảo, tàu thuyền thì cũng có mấy cái dây đó, nhiều khi mình phải nhảy qua những cái dây đó nữa. Thì anh dây không neo à? Anh không hề biết nhảy. Không, đúng rồi. Hoặc là mình làm cho Ngô Kiến Quy thành cái neo, còn cái dây ngay đó đó. Đâu, khi mà tới bờ mình sẽ thẳng Quy xuống cái tay đánh châm mình luôn. Anh giới thiệu mọi người biết. Ba là thủy thủ. Ba làm thủy thủ. Từ nhỏ đến tới biển rồi. Ba bán giờ thủ hả? Thủy thủ á. Ba làm thầy một con đốt sách vậy. Anh là nhỏ đã biết bơi biển rồi. Thế là cái thứ hai đó là do cái nữa là em bơi theo mọi người là được rồi. Còn anh nếu hỏi em hỏi câu thứ hai đi là nếu mà tụi anh muốn thả ở giữa biển rồi trả lời cho. Sau một đêm ngủ cùng dàn cast, bạn tỉnh dậy và không thấy 5 người kia đâu. Hỏi ekip thì không ai trả lời, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Đi về ạ. Sắp dép đi về. Thế làm gì nữa? Về thôi, không có còn chương trình nữa. Đi về. Kiếm ra quay kệ chứ, chương trình là 6 cáp mà. Giờ còn có một mình là ai tương tác với mình. Nhưng mình Lâm Hoan hả? Lâm thì chắc Lâm một mình được. Rồi, Lâm ok. Lâm thì toàn tốt. Chương trình 2 ngày 1 đêm chỉ còn một mình tôi thôi. Lúc đó khán giả sẽ thấy tôi nhiều hơn. Hả? Quay phim sẽ bắt hình tôi liên tục. Tôi không phải chia hình đối với những người anh em của tôi nữa. Lâm sao? Một đêm cùng Lê Vũ Lâm. Chào quý vị, bạn đang đến với chương trình 2 ngày 1 đêm cùng Lê Dương Bảo Lâm. Chương trình chỉ một mình tôi mà thôi các bạn ha. Và bây giờ trước mắt mọi người là biển đảo Lý Sơn. Lý Sơn mình đẹp làm sao? Ở Kiên Giang nha. Ở Kiên Giang nha. Có bài hát hoài nhiều đèn không? Lý Sơn biển đảo xa khơi. Lý Sơn biển đảo xa khơi, ai đi đến đó lòng không muốn về. Tới đó thì gặp danh hề Trường Giang. Đẹp lắm. Hết giang rồi. Qua đi qua đi. Thử thách vừa nói cảm nhận về đảo Lý Sơn vừa giữ không chớp mắt lâu nhất có thể. Giờ ai trước vô cận đi ạ. 3 2 vô. Đảo Lý Sơn thì sáng nay mình được đi hang trâu rất là đẹp và mình cảm thấy là rất là vinh dự khi mà dạ bài nè anh rồi tới tôi cận tôi đi cận tôi đi mùi anh cao đào hello arigato gozaimasu hey Trường Giang chữ C truy chữ C. Rất là vui vì hôm nay đã cùng anh em ở đây hỗ trợ rất là nhiều, các bạn quay phim cũng rất là cực và tất cả các đoàn làm phim đều đang cố gắng hết mình để hoàn thành một cái mục tiêu đứng trong duy nhất là chúng tôi phải làm sao để chớ bài. Ê, tôi từ nãy giờ tôi dài nhất đó nha. Làm gì khóc? Anh chia sẻ về Lý Sơn là sang khóc làm gì? Một bí quyết khi mà bắt lâu như thế này. 3, 2, 1, action. Mánh nhỏ, cũng chớ mà. Tôi đang đến nơi đảo Lý Sơn và đem bọn đó. Ủa, tôi mở bình thường nha, anh chơi hí vậy. Giờ thì được, để hoài lâu đi, để hoài lâu. Đúng rồi, lúc đó có rất là nhiều những cảnh khác nhau. Chúng tôi có những mồi tội ngon và bây giờ chúng tôi khi... Giang và tự hào hả? Anh đồng chú hả? Trời, cũng vô cũng cay à. Không, anh tướng được nè, mắt tướng đi hiếp hiếp nè. Mắt hí nè, đi hiếp mắt lương nè. Ôi, bỏ cái gì, bẻ cái bánh nóng rồi. Trời. 3, 2, 1, action. Chúng tôi đã đến. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúng tôi đã đến. Chúng tôi đã đến. một giây mọi người ơi. Mà lại được đó. Lại đi. Lại. Anh chập nhật quá. Bây giờ em kéo lại cho dễ ha mắt mà. 3, 2, 1, action. Chúng ta đã đến biển đảo Lý Sơn. Đi trên đá tàu là rất là vui vẻ. Trời, mắt mờ vậy. Ngon mê tất cả hết pin với bí thuật trăm năm.